À, xin chào cô chú anh chị và các bạn. À, hôm nay là ngày 24 tháng 6, thì gần hết một tháng rồi, thì ngày nó cũng không có tha. Là khuya ngày hôm 24 tháng 6 nào, khuya nào, sáng sớm này nè. Nó tấn công, ngày hôm qua là tấn công, còi báo động rất là nhiều. À, nó tấn công vô, tổng cộng Ukraine là 44 cái tên lửa, nhưng mà vô thủ đô là khoảng tầm 20 cái tên lửa, hầu như là bắn chặn hết, hoàn toàn. Nhưng mà có một cái tên lửa là nó bắn chặn á, nhưng mà nó rớt á cô chú anh chị, tự nhiên nó bay tốc độ nhanh á, xong rồi nhiều lúc nó bay vô tới những cái khu trung tâm dân cư người ta ở á, thì gặp gặp phòng không người ta bắn chặn thì nó rớt, cái tốc độ nó còn á, tự nhiên nó gần á, thì nó rớt trúng một một cái căn chung cư, thì làm cháy 2 tầng, thì diện tích nó tầm khoảng 200 mấy mét vuông á, thì là mấy mấy người chết rồi chú anh chị đó. À, đó là tình hình hôm hôm qua, hồi sáng nay, và thêm 2 máy bay không người lái nữa. À, còn mình nói cái vụ việc mà chấn động hiện tại bây giờ ở đây luôn nè, đó là ông Prigozhin, chủ tập đoàn Wagner, bây giờ đang đảo chính ở lãnh thổ Nga. Thì cốt cách chuyện là cách đây khoảng vào mấy tuần trước đó, là ông đã bắt đầu nói sự thật về lính Nga rồi, về những cái người lãnh đạo bên quân đội của Nga đó, họ ông đã nói sự thật rồi đó. À, và mấy ngày trước ông cũng bắt đầu ông nói sự thật rất là nhiều lần, ông nói đến mức độ mà ông Putin yêu cầu là giao nộp quân đội của ông cho quân đội Nga luôn, là gia nhập, ông muốn là gia nhập quân đội Wagner vô Bộ Quốc phòng Nga, là gia nhập hết cái lính đó. Thì hiện tại bây giờ sau khi mà thiệt hại ở ở Ukraine á, lúc trước thì ông có bao nhiêu thì không biết. Nhưng mà sau khi mà chiến đấu ở Ukraine ở thành phố Bakhmut á, thì ông thiệt hại mấy chục ngàn rồi, mấy chục ngàn rất là nhiều, mà hiện tại bây giờ người ta nói con số tầm khoảng 20 mấy 30 ngàn, nhưng mà chưa hết đâu, hiện tại bây giờ chỉ ở Nga thôi. Ngoài ra cái số lực lượng mà lính đánh thuê của ông hiện tại ở châu Phi cũng rất là nhiều đó. Thì chiều ngày hôm qua thì ông có quay một cái đoạn clip 30 phút, ông nói về sự thật về cái cuộc chiến này cho người dân Nga hiểu, và những người nào mà chưa hiểu về cuộc chiến này, và những người nào á mà tin vào sự tuyên truyền của Nga thì hãy nên biết, tại vì ông nói sự thật, là ông nói sự thật về cái khu vực Donbass ở Ukraine. À, khu vực Donbass là gồm Luhansk với lại Donetsk đó cô chú anh chị. Thì ông nói là Moscow đã chi một số tiền rất là lớn để mà mục đích của họ là đầu tư vô cái khu vực này. Bao gồm đầu tư là bao gồm cơ sở hạ tầng này, đầu tư vào cái công ty, xí nghiệp, nhà máy, đầu tư vào kinh doanh, đầu đầu tư vào con người, đầu tư vào quân đội luôn. Đầu tư vào quân đội rất là nhiều, chứ đưa người Nga qua sống tiếng Nga và đầu tư rất là nhiều để mà họ có cái cớ để mà họ ly khai người nói tiếng Nga. Thì cái sự thật đó là khi mà chế độ Moscow đầu tư vô đó rất là nhiều tiền, nhưng mà bị hối lộ, không phải bị hối lộ của chú anh chị, sorry, bị tham nhũng hết, hầu như là bị tham nhũng hết hoàn toàn 7 đến 80% cái số tiền mà họ đầu tư vô. Đặc biệt là đầu tư vô rất là nhiều cơ sở hạ tầng kinh doanh, nhưng mà không có nhiều, chỉ xây dựng một số ít thôi. Và đầu tư vào quân đội, thì quân đội á, thì những cái người mà lãnh đạo của quân đội á, họ họ ghi vô giấy tờ là ví dụ ở cái khu vực này là có bao nhiêu lính, ví dụ có 5.000 lính, 20.000 lính, có 20.000 lính đi, thì bắt buộc ở Moscow người ta phải chi trả cho 20.000 lính này trong mỗi tháng lương và ăn ở, thì họ chi phí họ lo hết. Nhưng mà thật sự không có, cái con số chỉ có mấy ngàn thôi, con số chỉ có còn có 1-2 ngàn gì đó, là ông cái lời của ông Putin ông nói á, mà đó là sự thật. Rồi á, ăn rất là nhiều rồi, nhưng mà ông thật sự ông nói là ông Putin có thể là không hiểu, không biết cái sự việc này luôn, tự vì ông đâu có tham gia chiến trường đâu, ông chỉ nghe thôi, mà mọi chi phí là đều trả bằng tiền thật, nhưng mà giấy tờ là giấy tờ giả. Thì thành thử ra đó, khi mà họ nói xạo nhiều quá đó, thì ông Putin ông cứ nhầm tưởng là quân đội rất là mạnh, quân đội rất là lớn, và khi mà chiếm Ukraine đó là có thể là thắng hoàn toàn. Nhưng mà thật ra cô anh chị thấy hả, chiếm đâu có được và một cái điều nữa là ông có nói trong cái video đó, đừng có đổ thừa Zelensky. Zelensky mà khi lên nắm quyền á, là Zelensky là chỉ muốn hòa bình thôi, chỉ muốn chấm dứt cái cuộc xung đột này,
và muốn chấm dứt, không có xảy ra chiến tranh, và ông Zelensky là muốn chấm dứt và muốn nói chuyện với lại ông Putin là để mà ngừng chiến tranh, đừng ngừng chiến tranh trong nước cái thời gian đó, là chỉ quân đội Nga và ở khu vực Donbass thôi. Ở khu vực Donbass là Ukraine đó, tranh giành là cái khu vực đó đó. Thì Zelensky lên là chỉ muốn hòa giải, chỉ muốn là nói chuyện cho đàng hoàng để mà ngừng cái cuộc xung đột này, chứ đừng có mà xảy ra như vậy á. Zelensky lên rất là tội, ông chỉ muốn hòa bình thôi. Nhưng mà ông Putin này lúc đó được cái sự kiểu là xúi giục, hoặc là những cái người mà cận kề của ông á, là cứ nói là cứ cứ đánh đi, nó yếu lắm, cỡ nào cũng ăn, cỡ nào cũng thắng, không có ai giúp nó hết. Tại vì trong vòng 8-9 năm chờ mà chiếm được đảo Crimea rồi, ly khai hai cái vùng, ở cái vùng Donbass đó, ly khai cái vùng này á, thì đâu có đất nước nào mà can ngăn, đâu có nước nào mà giúp đỡ đâu. Muốn đánh chiếm Ukraine thì khi mà Zelensky mà không có ông Putin không chịu nói chuyện với lại Zelensky, là không có muốn mà hòa giải đó, thì lúc đó mới thật sự là ở phía Ukraine á, thật sự lúc này thời gian này giống như là Ukraine đó, Nga với lại Ukraine giống như là một con hổ mà chuẩn bị ăn thịt đó. Thì chính phủ của Zelensky rất là sợ, và người dân Ukraine cũng vậy, nó giống như là con hổ chuẩn bị ăn thịt vậy, cho nên là bắt đầu mới xin vô NATO để làm mục đích là để bảo vệ cho Ukraine nếu mà Nga xâm lược. Đó là một cái điều nguyên nhân tại sao mà muốn gia nhập vô NATO. Nhưng mà NATO không có chịu thì NATO người ta vẫn sợ, tại vì người ta thấy xung đột nó xảy ra ở trong nước và có thể là do chính quyền với nhau đó, cho nên là họ không muốn gia nhập Ukraine vô. Đó là một cái lý do. Thì khi mà không muốn gia nhập thì họ cứ lấy cái cớ đó Ukraine muốn gia nhập NATO để mà gây hấn với lại Nga, thì cái điều giả dối, điều xạo sự. Xong rồi sao? Xong rồi lúc đó Putin vẫn muốn chiến tranh, vẫn muốn gây chiến tranh và phát động chiến tranh vào ngày 24/2 để chiếm hoàn toàn Ukraine. Đó là những cái nội dung mà ông Rivozin ông nói. Và ông nói một cái điều nữa là ông Shoigu là một cái ông không không có giỏi về điều hành chính trị, không có giỏi về quân đội, không có giỏi về kế hoạch gì hết. Ông nói trong cái tháng đầu tiên á, ông đã làm thiệt hại 70% cái số lượng mà quân nhân lính mà chuyên nghiệp, lính giỏi của Nga đó, đã thiệt hại 70% cái số lượng lính đó, và ngay cả những phi công giỏi ở Kiev, khi mà đưa một cái đoàn xe tăng mấy chục km và rất là nhiều trực thăng đi vô thủ đô, thì trong cái thời gian đó những cái trực thăng mà ở thành phố mình ở á, trực thăng của chú gì có nhiều clip ta quay lên trực thăng bay vô ngào ngạt luôn, nhưng mà sau đó bị bắn hạ hết luôn, xuống dưới những cái bờ sông hết, sông Nero hết luôn đó. Thì ông nói là cái sự sai lầm và cái sự không có giỏi, là cái sự không có chuyên môn của ông bên quân phía tổng tham mưu bên phía quân đội của Nga đó. Thì ông có nói một cái điều đó, thì qua khi mà ông nói xong cái video đó đó, thì khoảng tầm buổi tối của chú anh chị, thì quân đội của ông đang đóng quân ở Nga. Thì sau khi mà ông rút khỏi Bamut á, mấy chục ngàn quân á, thì họ có những cái địa điểm đóng quân ở ở trung tâm Nga, ở đất lãnh thổ Nga. Thì bị quân đội của Nga tấn công vô sở chỉ huy của ông Prigozhin này nè, thì làm thiệt hại nó là hàng trăm người, hàng trăm lính. Thì ông rất là tức giận và sau đó ông nổi chiến, nổi dậy luôn. Thì sáng tới bây giờ tin đưa rất là nhiều. Ông đã đưa những cái đoàn quân gồm trực thăng nè cô chú anh chị, trực thăng nè, xe bán tải, xe chở vũ khí nhiên liệu, rồi xe tăng á, để mà chiếm 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 mà chiếm trong vòng chưa đầy có nửa ngày, của chú anh chị đã chiếm được bốn cái thành phố của Nga. Thì gồm những cái thành phố là Rostov, Voronezh, những cái thành phố này, hai thành phố này là lớn nhất. Thì nó đã lớn của chú anh chị, nó lớn. Thì ông chiếm hết những cái thành phố này, gần cũng giáp biên giới với lại Ukraine á, Ukraine đó. Và ông bắt sống khoảng mấy ngàn lính Nga đó, họ đầu hàng, họ không muốn chiến đấu với lại lính ông Rivozin này, họ đầu hàng. Và những cái cảnh sát á, những cảnh sát ở những cái thành phố này, họ cũng không có muốn đánh nhau với lại Rivozin, họ đầu hàng luôn, họ không muốn đánh nữa. Thì hiện tại bây giờ là
quân đội của ông là đang chiếm ở thành phố Nga, bốn cái thành phố, và đang bắt giữ thủ lĩnh quân đội của Nga đó, đang ở thành phố này. Phải ngồi ra đó, đang bây giờ cái tin tức hiện tại bây giờ luôn, cách đây khoảng khoảng 20 phút của anh chị, thì lính của ông Wagner, lính của ông Ribuzin bây giờ đang chiến đấu với lại lính Chechnya. Hai bên đang giao tranh ở những cái thành phố gần Rostov này nè, thành phố Nga này, hai bên đang giao tranh đánh với nhau. Thì đây là một cuộc đảo chính và cuộc chiến tranh nội bộ ở trong lãnh thổ Nga. Thì rất là nhiều người, người ta đã đưa tin rồi đó, rất là nhiều chứ không phải là bây giờ đó. Thì tình hình là như vậy của chú anh chị, họ đang chiến tranh chiến đấu với nhau trong có khoảng nửa ngày nay đó. Nhưng mà ông Ribuzin đó, đã quân đội của ông đó, đã phá hai cái máy bay trực thăng và hai cái máy bay, là tổng cộng bốn chiếc, và chiếm giữ rất là nhiều, bắt lính rồi quy phục hết cảnh sát ở những cái khu vực mà ông đi qua. Hiện tại bây giờ đang đóng đóng quân, và sắp tới thì bây giờ ông nói là ông sẽ vào thẳng, tiến thẳng vào Moscow. Ông tuyên bố là sẽ tiến thẳng vào Moscow. Thì hiện tại bây giờ trong quân đội Ukraine, sorry, hiện tại bây giờ trong quân đội của Nga đó là có ba đội quân đang đánh nhau, nghĩa là bốn luôn á, cô chú anh chị. Thì quân quân của ông Prigozhin, quân của Chechnya, quân đội chính quy của Nga, và cái quân biệt kích mà du kích đó, mà họ phản đối chính quyền á, cũng tổng cộng là có bốn cái quân đội. Nhưng mà hầu như mình thấy đang hai cái quân đội đang nghiêng về phía Ukraine, đó là Prigozhin và quân đội lính du kích. Thì ông Prigozhin này, ông có nói nữa là chiến tranh với lại Ukraine á thì không thể nào thắng được. Tại vì thời gian đầu á, khi mà họ bắt đầu chiếm cái khu vực Donbass á, ly khai á, bắt đầu cũng xảy ra cuộc chiến, là Ukraine chưa có gì hết, họ là một cái quân đội rất là yếu, không có gì hết. Nhưng mà bây giờ sau hơn một năm xảy ra chiến tranh á, thì bây giờ họ là quân đội hầu như là mạnh nhất, theo cái lời của ông Ribuzin nói á, họ là quân đội mạnh nhất, họ được huấn luyện quốc tế, họ được trong cái thời gian chiến đấu hơn một năm, và họ có tổng chỉ huy rất là tốt, là điều hành á, lên một cái kế hoạch rất là tốt, cho nên là quân đội họ là quân đội mạnh, họ có chí khí, họ bảo vệ lãnh thổ của họ. Ông những cái điều ông nói là tại nên ông nói nữa là nên kết thúc cuộc chiến tranh này. Tại sao lại xảy ra cuộc chiến tranh này? Tại vì á, người Nga không có lợi ích gì trong cái cuộc chiến tranh này hết. Nếu mà thắng á, thì chỉ là chiếm lãnh thổ của Ukraine thôi, còn mà thua là mất hết tất cả. Đó là điều của ông nói tại sao. Nên bà Vi mình hy vọng là, ví dụ như mà hết kết thúc mà ông mà chiếm thắng ở Nga, ông mà hiểu là ông chiến đấu với lại phía quân Nga đó mà thắng đó, thì có thể ông mà thắng, ông lên nắm quyền sao ta, thì có thể là mình nghĩ không cần chiến đấu nữa đâu, hết kết thúc chiến tranh sớm luôn, quân Ukraine khỏi cần chiến đấu nhiều, đỡ tốn nhân lực, đỡ tốn vũ khí luôn. Và một cái điều nữa là khi mà ông chiếm được, mình hy vọng nha, hiện tại bây giờ quân Nga đó, họ đặt những cái vũ khí mà tấn công tên lửa vô thủ đô đó, vô Ukraine đó, thì họ hầu như là họ tập kết những cái khu vực mà những thành phố ráp ranh với lại Ukraine. Nhưng mà Ukraine nó biết được những vị trí đó luôn, nhưng mà không có khóa được của chứ, là không có phá được những cái loại mà vũ khí mà tấn công vô Ukraine. Cái điều này mình cảm thấy cũng rất là tức, tại vì họ từ lãnh thổ họ bắn qua phá hoại Ukraine, mà từ Ukraine biết luôn nhưng mà không có bắn được. Thì mình hy vọng trong tương lai gần, ông Rivozin này ông sẽ đi dọc theo những cái nơi mà ráp ranh với lại lãnh thổ Ukraine và Nga, ông chiếm hết những cái khu vực này thì đẩy lùi quân Nga ra khỏi. Thì tương lai là thí dụ không có còn tấn công tên lửa vô thủ đô nữa, hoặc là vô lãnh thổ Ukraine, những cái vùng khác nữa. Mình hy vọng một ngày này thật là sớm, thật là nhanh, để mà Ukraine có một cái sự bảo vệ và cách xa cái vị trí nó đó. Thì hiện tại bây giờ là hy vọng ông chiếm hết những cái khu vực thành phố nào mà ráp ranh với lại Ukraine của chú anh chị ạ. Đó là tình hình hiện tại bây giờ ở Nga. Ukraine thì
yên lặng cô chú. Ukraine thì người ta đã đón trước thời gian rất là lâu. Ta nói nếu mà cái đà này xảy ra mà không có thắng được Ukraine á, thì trong tương lai sẽ bị đảo chính từ người Nga đánh với người Nga, thì hãy chờ kết quả và chúng ta sẽ chờ sự chiến thắng đó. Thì hiện tại bây giờ Ukraine vẫn nói những cái điều này, mình không cần đánh mà để họ tự đánh với nhau á. Hiện tại bây giờ ở Moscow bây giờ là hàng trăm xe thiết giáp và xe tăng quân đội bao vây hết, là không cho người vào, nghĩa là không cho ai vào thủ đô bên trong Moscow, có thể ra nhưng mà không có được vào đó. Hiện tại bây giờ rất là gấp rút ở thủ đô, ai mà sống ở thủ đô đó, ở nước Nga đó, trong thời gian mà Ukraine bị khủng hoảng, bị tràn ngập trong đau thương đó, thì họ vẫn vui mừng và họ vẫn nướng thịt, họ vẫn vui vẻ tiệc tùng, thì họ vẫn ủng hộ cuộc chiến tranh này. Cho nên là đến bây giờ, thời gian bây giờ mà đất nước của họ xảy ra những cái việc xung đột như thế này này, để coi họ tưởng tượng họ như thế nào. Ok, thì video mình chia sẻ đến đây ngày hôm nay, thì hy vọng là mình sẽ cập nhật nhiều cái tin tức mới để chia sẻ với ông bà cô bác anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại.